Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Chào anh chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn anh chị với các bạn về một trường hợp rất hay là dễ mắc phải trong trường hợp mà chúng ta sử dụng đối với cả những cái nhà mà nó có nhà chung cư mà nó có cái mặt tiền nó bị khuyết. Tức là như thế này, tại sao gọi là nhà chung cư có mặt tiền bị khuyết? Tức là cái phần mà khoảng không gian từ cửa chính cho đến phòng khách, người ta gọi khu vực đấy gọi là huyền quan. Tuy nhiên là cái nhà của chúng ta, thông thường nhà chung cư là sẽ có hình vuông hoặc hình chữ nhật, thì cái phần góc ở từ trong nhà nhìn ra, tức là khi chị đứng từ giữa nhà, chị nhìn ra cái cửa ra vào nhà anh chị, thì có thể là phía bên trái hay là phía bên phải của anh chị nó bị khuyết mất một góc. Và góc đấy nó là ví dụ như là thang máy, ví dụ như là hố rác, ví dụ như là hộp trục kỹ thuật của tòa nhà chẳng hạn, thì cái phần đấy nó đều nó gây ra hiện tượng gọi là bị khuyết. Và thông thường thì cái khoảng khuyết đấy nó bằng đúng cái chiều dài của cái đoạn huyền quan khi mà chúng ta bắt đầu mà tiệm cận vào nhà. Để tôi mô tả cho anh chị cái phần này để anh chị có thể nắm rõ được cái phần này hơn. Tức là như này, thông thường của cái nhà của chúng ta là cái nhà hình chữ nhật. Bình thường thì với cái mặt bằng căn hộ chung cư chẳng hạn, trong cái trường hợp mà tôi ví dụ cho anh chị xem một trường hợp nó rất là đơn giản mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay lập tức cho hầu khắp. Bởi vì là thông thường thì trong cái tòa chung cư thì chúng ta có những cái hộp kỹ thuật, ví dụ như là hộp kỹ thuật của khu vực thang máy, rồi khu vực hộp kỹ thuật trục đường điện nước trong nhà, rồi cái hộp đấy để làm cái rác chẳng hạn, mà đặc biệt là rác hay là đường để chất thải chẳng hạn. Tức là ngày nào cả cái sàn đấy cũng mang cái rác đến chỗ đó để mà xả chẳng hạn. Và mới với một cái tòa nhà chung cư thì với cái mật độ trung bình hiện tại thì người ta tính khoảng tầm 5 cho đến 6 căn hộ. Có những chỗ nào cao cấp, có chỗ nào mà kém cấp hơn thì cũng phải 7-8 căn hộ thì trên đã có một chục thang máy rồi. Và thông thường một cái sàn chung cư chúng ta có đến cả chục căn, mười mấy căn. Cho nên là cái xu hướng của những cái tòa nhà chung cư mà nó bị rơi vào một cái thế gọi là nhà bị khuyết hoặc là không được viên cách do là vướng vào cái trục của thang máy thì là cái việc mà nó rất là thường xuyên mà nó xảy ra. Cho nên là và thông thường thì cái chiều rộng của cái khu vực thang máy hay là hố rác hay là các đoạn khuyết đó nó bằng đúng với cả cái chiều dài cái huyền quan của anh chị. Cho nên là đối với tất cả các trường hợp như vậy thì cái biện pháp rất là quan trọng đó là biện pháp để mà đưa cái nhà của chúng ta từ cái việc mà khuyết góc nó trở nên viên cách, thì đó là cái cách duy nhất để làm. Và cái biện pháp duy nhất để làm đó là lập một cái huyền quan giả hay là lập một cái khung huyền quan ở tại nơi đó để cho chúng ta có thể cắt được và tạo được không gian nó viên cách, tức là nó vuông vắn ở trong nhà. Thì để tôi sẽ tìm trên mạng, tôi thấy cái này nó cũng không rõ lắm, thì tôi sẽ mô tả cho anh chị trên cái bản vẽ để anh chị có thể nhìn thấy một cách nó dễ dàng hơn. Tức là như thế này, với một cái nhà chung cư, đúng không ạ? Bình thường thì với các nhà chung cư nó vuông góc như thế này, đúng không ạ? Thì chẳng may mà ở chỗ này chẳng hạn nó là rơi vào cái khu vực hộp kỹ thuật của anh chị hay là hệ thống thang máy trong tòa nhà, thì nó bị rơi vào hai ô này, nó bị khuyết, thì cái lối vào của nhà anh chị nó vào từ chỗ này. Thì như vậy thì cái khoảng không gian ở chỗ này của anh chị thì người ta gọi cái không gian này là huyền quan. Như vậy bây giờ mà chúng ta mà muốn cho cái không gian của cái phòng khách của chúng ta, tức là cái đoạn này là bố trí là phòng khách, phòng ngủ, rồi tất cả mọi thứ sinh hoạt của anh chị bố trí trong không gian này, nó được trở nên viên cách, tức là nó được trở nên là nó vuông vắn, thì chúng ta sẽ cần phải xử lý bằng cách đó là chúng ta phải tạo lập ra một cái không gian huyền quan, tức là cái không gian mà nó nằm ở cái đoạn không gian từ chỗ này đến chỗ này, tức là chúng ta tạo ra một cái khung cửa hay một cái khuôn cửa giả để chúng ta cắt toàn bộ cái phần ở đằng trước của căn nhà của anh chị ra phần phía bên ngoài. Khi chúng ta cắt toàn bộ cái phần này ra phần bên ngoài thì cái không gian chính của chúng ta nó sẽ nằm trong cái khoảng này.
Không gian chính của chúng ta nó sẽ nằm ở trong cái khoảng này, tức là từ điểm này đến biển này đến điểm này đến điểm này, và từ cái nhà mà nó không viên cách nó đã trở thành một cái nhà nó vuông vuông vắn và nó viên cách. Thì bản thân là nếu như mà cái nhà mà chúng ta mà không có huyền quan, tức là cái không gian nhà của chúng ta nó sẽ chạy theo cái hình chữ L như thế này chẳng hạn, thì đối như anh chị được biết là bốn phương cắt hung nạp vận mà tôi có mô tả với anh chị rằng là nó khuyết đâu thì chết đấy, tức là khuyết đâu thì vấn đề ở đấy, khuyết đâu thì xấu đấy. Ví dụ như là ví dụ như đến một cái năm mà thái tuế hay ngũ hoàng hay tam sát hay những cái sao xấu hay bệnh phù nó đáo vào đúng cái vị trí góc khuyết đề của anh chị, thì những cái việc mà sử dụng hố giáp này, thang máy rồi tất cả cái mọi thứ nó đều gây náo động cái phương này, và cái việc náo động phương này thì vô tình chung nó đã làm cho cái hung khí nó được kích hoạt và làm cho cái căn nhà của anh chị nó trở nên là không có được cái sự cát lành. Chính vì khi mà nó không có được cái sự cát lành như vậy cho nên là chúng ta cần phải, giả thiết là chúng ta muốn hóa giải cái việc đó thì chúng ta cần phải lập được cái huyền quan ở khu vực chỗ này. Cái huyền quan ở chỗ này người ta gọi là một cái cửa thứ hai, hay còn gọi là một khuôn cửa giả. Thì cái khuôn cửa này thì anh chị không cần phải làm cái cánh, mà chúng ta chỉ cần là làm cái khung thôi. Chúng ta chỉ làm một khung thôi. Và đối với cả cái khung này, và chúng ta giống như chúng ta bước thêm một cái cửa thứ hai nữa, giống như khi chị chuyển từ không gian nọ sang không gian bên kia để chúng ta lập cái khu huyền quan này, thì nó sẽ đảm bảo được cái tính viên cách của căn hộ, và nó đảm bảo được cho cái cát khí khi mà bước vào trong cái căn nhà. Và để mà tăng cường thêm cái khí cũng như là để hóa giải cho những cái hung khí đến từ phương vị này, thì anh chị người ta sẽ thông thường sẽ sử dụng thêm các cái bộ trấn trạch ngũ phúc lâm môn, tức là các cái bộ sử dụng các cái tiền hoa mai hoặc là sử dụng các bộ tiền ngũ đế để người ta dán vào cái phần khuôn cửa đó theo cái cách, tức là dán cái mặt hình nó úp xuống để giống như là tất cả những cái phần khí mà đi từ ngoài vào mà xung sát sẽ được hóa giải. Và thứ hai nữa, cái điều quan trọng hơn là nó có tính chất nó cắt khí và để cho mà không gian sinh hoạt của anh chị nó trở nên là viên cách và nó vuông vắn. Đối với cái phương pháp để mà sử dụng cái đồng hoa mai này thì chúng ta sử dụng ba cái đồng ở giữa là sử dụng mặt hình, và hai đồng hai bên là chúng ta sử dụng mặt chữ. Bên cạnh đó thì khu vực huyền quan này vốn là bị sự tác động của cái không gian bên cạnh, cho nên là chúng ta sẽ phải sử dụng thêm một số các cái bình hay là những cái lọ nó mang cái tính chất để tĩnh mà nó có tác dụng thâu hút, ví dụ như là hồ lô hay là ví dụ như là các cái bình mà nó có cái bầu như là mà với cái miệng nó nhỏ một chút, như là cái quả lộc hay là những cái quả trong bộ tam lộc, tức là hoặc là những cái bình gốm mà nó sẽ mà gọi là bình trang trí, không phải là cái bình để cắm hoa thường xuyên mà gọi là cái bình trang trí. Thì với cái bình đó thì chúng ta sẽ có những cái miệng nó nhỏ, việc cái bầu bên dưới nó lớn, thì tượng phong thủy của nó cũng là cái giúp cái không gian tĩnh khí. Thì cái việc mà kích hoạt cái việc tĩnh khí ở không gian này thì cũng chính là cái cách để chúng ta hóa giải cho những cái không gian mà sau khi mà nó bị kích hoạt do là bên cạnh nó là hố rác hay là bên cạnh nó lại là những cái vật gì nó ô uế, nó không có sạch sẽ, thì đấy là cách để chúng ta xử lý. Và anh chị vẫn lưu ý rằng huyền quan chính là cái cổ họng của anh chị, cho nên thì ra là với cái cổ họng như vậy thì anh chị cần phải giữ cái nơi đó nó sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, và đừng để bừa bãi, và giày dép không nên để lẫn lộn ra ngoài, vì cái cuống họng hay cổ họng của anh chị mà nó mà bị bẩn, giống như là chúng ta bị viên họng và nó chảy mủ ra, thì điều đấy nó sẽ làm cho là tất cả không khí khi mà được đưa vào trong phổi, tức là đưa vào cái sinh khí khi đưa vào cái nhà của anh chị thì lại qua cái không gian nó không được cát, thì đương nhiên là cái khí đấy cũng sẽ không được cát. Chúc anh chị cùng toàn thể gia đình sức khỏe và vạn sự may mắn. Xin cảm ơn.